Hello tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Thị Trâm Gaming của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chiến tiếp game ARK nha các bạn. Thì trong tập này mình sẽ đi bắt những cái con Spirit hoặc là cái con Chao có trên cái bản đồ này. Tập trước thì mình đã bắt được cái con Spirit Mega Pidacus, con khỉ đột đó. Và thêm hai cái con Allosaurus nữa, nhưng mà mình chưa có tiến hóa nó lên cái hệ Ascend. Thì chút xíu nữa nếu mà được thì mình sẽ gọi ra cái con biết công á, tầm một hoặc hai con lấy cái đồ tiến hóa, xong rồi mình tiến hóa một con alo lên để xem với lại cái con rồng kia nữa. Hồi trước mình bắt rồi nhưng mà mình chưa có dịp mình gọi cái con kia ra mình đánh, mình toàn tiến hóa cho cái con Theri và cái con Thilagoleo à, còn chưa tiến hóa cho con rồng và con alo này đấy. Thì để coi bây giờ mình có làm được cái đồ gọi bích công ra luôn không thì mình quất luôn nhé. Trước cái ở tập trước thì mình đã kiểu sao ta, đi farm trước một mớ rồi, cho nên là bây giờ cái việc gọi mấy con này nó dễ lắm đó. Mình giờ mình chỉ cần chế thôi chứ mình đánh hết trơn rồi, để nó tiết kiệm bớt thời gian mà không cần thiết á đó. Cái thời gian kia thì mình có thể làm được nhiều thứ, mình bắt những cái con khác nè, rồi chế một vài cái món mà mình chưa có đấy. Còn cái việc đánh boss biết công mấy cái con Nova này thì nó đơn giản rồi, bây giờ mình chỉ cần gọi nó ra xong rồi đánh có vài hit là nó chết rồi. Tại vì mấy cái con boss của mình hiện đang sở hữu thì nó rất là mạnh đó, cái con Raphus hay là cái con Legendary T-Rex á thì nó đánh tầm xíu là chết rồi, không có tốn quá nhiều thời gian của các bạn. Rồi, bạn nếu thích series này thì nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta tiếp tục thôi. Còn một số cái con boss ở trong cái trụ này là hình như là mình chưa có gọi ra được phải. Đấy, bạn nào mà tem được cái con này á, chỗ hồi ra xong rồi đánh nó lấy cục Ascend Ascend gì đó, xong rồi chế cái con này đi thì chắc chắn nó sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Con này rất là mạnh, thề luôn. Mấy cái con kia kiểu là chỉ là gãi ngứa cho con này thôi, con này mạnh lắm, nó cân hầu như là tất cả các con boss trong đây luôn các bạn. Nó chỉ sợ mình nghĩ là cái con robot thôi, con robot thì mình phải dùng con Legendary Rex á, nó đánh mới phá giáp được con đó. Chứ mà các bạn cầm con này thôi là không có con nào mà chơi nổi luôn á. Nó quánh một con bích công rất là đơn giản luôn, đánh có một xíu là xong, nó hơi ồn tí thôi. Đó, làm thêm con nữa nè. Mới có một chiếu thôi mà gần xong rồi đó. Nào thăm xuống đây ta. Con biết công mà siêu nhanh rồi đấy chứ đâu nữa.
nó làm con tí thôi là xong hai con rồi đó. Lụm. Còn mấy cái con chao hay là mấy con siêu đánh lâu lắm, mà cái con này đánh nó mới đã. Cân kèo Bradford the Celestial Lightstick quá dữ luôn. Rồi bây giờ là Bi và con rồng của mình nó tiến hóa lên. Mình chỉ giữ lại hai cái đầu tiến hóa thôi, còn lại mình nhét hết vô rương. Cái con rồng với con alo con với con từ ven Celestial hình như mình để bên kia thì phải, qua bên ngoài công viên tiến hóa cho bọn mình lên mới được. Alo sẽ rớt với cả con rồng, còn cái con mega phi từ cơ này thì mình test xong rồi giờ chắc mình để ở ngoài đi, con nào mà không cần thiết thì mình sẽ thu lại hết vô cọc quá, còn để lại một vài con ở ngoài thôi cho nó đỡ lát. Hôm qua mình xài đây đúng không ta, 4,6 tỷ máu nè, chưa tiến hóa lên đây, xin lại cái yên mới được. Đây Estendino ta-da. Con này cũng vậy, cho nó lên luôn. Con này như tiêu hóa lên được cả cô rúp đất cơ, xịn lắm. Hai con, wow, ui con này tiêu hóa lên có sữa luôn nữa bạn, vãi tèo vậy nè. Cái con này vừa lên Ascend xong rồi còn tiêu hóa lên cô rúp nó còn mạnh thêm một bậc nữa, nhưng mà từ từ đi, mình sẽ test đam mấy con này trước cái đã, con này test sau. Đợi xíu. Rồi, còn đi quánh nhà thử coi. Đánh thường thôi, đúng rồi, mình chưa nâng đam thì nó sẽ như thế nào đây? 265.000 đam. Chung là cũng được, không đến nỗi quá yếu. Phải rồi. Con lửa được 77.000 đam. C như là chung nổ đúng không ta? Quá, nổ chưa dễ cho là 1 triệu đam rồi cả. Mạnh đó. Nhưng mà vẫn không thấm là về sao mấy con kia. Heo, heo ri, heo ri. Legendary Pegasus. À. Bữa mình bắt con Legendary này mình tiến hóa lên rồi. Chắc giờ không bắt nữa đâu. Rồi, let's go boy. Đó các bạn chim ngưỡng sức mạnh của nó, coi nè, can chôn xe nè. Rồi, nó cũng cành nè. Bùm. 88 triệu đam. Ui chà. Ghê chưa, ghê chưa. 88 triệu đam đấy. Cũng lỗ được 2 triệu nè. Ủa, Raptor gì đẹp vậy? Raptor màu hồng à, vãi chưa. Poison Raptor, Poison. Ui, cảm thường. Mấy con Raptor đẹp nhờ. Flame nè, Shock nè, Shock màu hồng. Vậy vậy bất tinh cầu bot bất tinh cầu à, đánh cao thương này nó sẽ bỏ ra con bot. Tao không có sợ mày đâu,
mười mấy triệu à. Đó là đối với boss thôi nha, còn mấy con thường nó đang to hơn nữa. Được có 56 triệu con boss rồi hả ta? Hơi yếu nha. Con này nó không có cái chiêu mà chọn một quả cầu với mấy cái con Celestial kia nhờ. Con này chỉ có nổ với lại là chiêu cạp thường, con lửa là hết rồi. Mình thằng nổ đường cá được tầm hơn 50 triệu đam. Chết rồi chưa. Bây giờ cạp mấy con thường thì nó lên được 25 triệu đam mà UC nổ được 88 triệu. Đó là mình chưa cho nó uống cái lọ steroid này vô nè. Uống vô cái nữa thôi. Búp thêm sức mạnh lên nè. Bao nhiêu đây? 8 triệu 2. Ui, 8 triệu 2 máu thôi. Đam 425.000. Và cho nó cạp lên bao nhiêu nè. Đấy, từ 25 triệu mà lên 71 triệu luôn. Phun lửa 12 triệu. Nổ coi. Chắc phải tầm hơn 100 triệu. Bao nhiêu vậy? Nhiều số à. Bao nhiêu vậy ta? Ủa? Gì 1 tỷ 9 vậy? Kìa. Hay là do mình đánh vô nhà ta? À, đây là đánh vô được thú mới được tầm 248 triệu. Được 248 triệu các bạn ơi. Đã thấy thú 1 tỷ 9 hết hồn. Đó là hết rồi đó, cái con này chỉ có nhiêu đó thôi, nó hết chiêu đặc biệt rồi. 248 triệu. Keng 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 vậy. Ê, quên mở cho một xí music lên nghe cho nó được. Rồi xong cái con Alo sau đó bây giờ tới cái con gồng. Đấy, cộng bài sen luôn. Cho nó uống lọ kinh nghiệm vô nè, cho nó mạnh lên. Con này như là spam cái chiêu mà sao ta, cái chiêu mà chọi quả cầu lửa được á bạn. Chuột phải nè, áo chuột phải là phun lửa rồi, nhưng mà phun lửa vẫn đốt spam được. UC mới chọi cầu hay sao á. Đây nè, ui con này spam UC được á. Năm triệu đam. Chờ ba mà cũng ít rồi chứ không có nhiều rồi các bạn ơi. Vừa phải thôi. 39 triệu. Ui giời. Khiếp. Nhưng mà vẫn chưa mạnh lắm. Tí nữa còn phải cho nó uống cái lọ steroid xong rồi tiến hóa nó lên thêm một bậc nữa kìa. Nên biết nó mạnh maximum là đến chừng nào. Bao
nhiêu máu vậy? 5 tỷ mấy hả? 5 tỷ 8 máu. 419.000 đam. Bài hơi nhanh nha, bài hơi nhanh nha. Không cần chôn kịp đó. Thấu chịu mốt. Cặp thường 65 triệu. À mình chưa gồng sức mạnh mà quên. Đây đây gồng sức mạnh nữa nè. Gồng sức mạnh 126 triệu. Phun lửa lên 18 triệu. Xe coi. Một. Ui, 99 triệu hả? Phải không? Nhưng mà cái con này nó không có được mấy cái hiệu ứng mà rít đao như mấy con kia nhờ. Nó chữa một cái màu xong là hết rồi đó, hết tác dụng rồi. Ui, trời, một cái 166 triệu lỗ đầu con kia luôn kìa. 228 triệu luôn, nó còn cao hơn nữa ha, phải tèo đi. Ui, trời, cái một cái này nó rờm rồi. Xỉu liền. Ấy, 228 triệu là cao nhất hiện tại của cái hệ Ascend này. Bây giờ mình sẽ cho nó lên một bậc nữa đi ha, cho nó lên Corrupt luôn. Ok. Nhìn chỉ số anh thấy cũng ổn áp hết. Nhưng mà cái con này khi mà lên Corrupt phải cho nó duy trì cái trạng thái nữa, mất công là nó trở về với tự nhiên là ngu người. Trước mình đã từng bị một lần rồi. Đó. Nó chỉ thay đổi hình dạng vậy thôi chứ nó sức mạnh nó vẫn y nguyên nha các bạn. À nhầm. Mạnh hơn chứ sao mà y nguyên được. Cạp thường. Chưa bước sức mạnh lần 87 triệu. Bây giờ nâng lên một bậc nữa coi bao nhiêu đây. 150 không? Ui, 150 thật. Phải trưởng 152 triệu. Này là được Imrin rồi đó nha. Ghê nhờ. Bắn trưởng. Chiu. Bao nhiêu vậy? Mình bắn sao cho nó chuẩn một. Mấy con số nó nhìn kinh nhờ. 266 triệu là maximum rồi đó. Cao nhất luôn. Con này không có vỗ cánh hả ta? Vỗ cánh hay là gấp gấp luôn. Chà. Lỗ đầu. Quá dữ luôn. Cái di chuyển của con này á, nó không có được bay hướng lên cao mà nó cứ hạ xuống từ từ rồi các bạn coi nè đó. Mình ngước mặt lên trời nhưng mà bắn một hồi sau là nó vẫn đáp xuống dưới biển. Đáp cái nào là thốn cái đó liền. Trời ơi, nổ ngay đầu luôn, vãi trưởng, 266 triệu đam. Quá VIP luôn. Rồi, để coi xong hai con này tiến hóa lên rồi nha. Tiếp theo thì mình sẽ làm như thế ra. Đi tìm bắt cái con trao mới được. Đi. Để hai đứa nó ở đây đi. Cho con này cái Dino Tracker cái nè. Hoặc là có thể thu lại cũng được. Thu lại cho nó đỡ lát. Đừng cái crash game khúc này nha. Crash game là sắc mặt đó. Con gà này mình để gà đỏ mà nó thành gà xanh lá cây rồi, vãi tèo thiệt. Bây giờ đi tìm con trao đi. Bữa giờ mình bắt spirit hơi nhiều rồi, giờ phải tìm con trao đi. Trao thì có Mega Pyrrhicus là con khỉ nè. Con nhện trao mình bắt chưa ta? Hình như là cái con trao này nó hiện đây nhưng mà nó không có. Tại vì bữa mình đi tìm rồi. Trao Dodorek
Chadorek hoặc là con Megapedicus này là con tinh tinh đó. Bắt con Dodorek đi ha. 59, 31, 59, 31 là 90. Con này chắc là nó sẽ ăn boss kibble, nhưng mà ăn bao nhiêu không biết nữa. Để qua bên đó check xem sao. Đâu rồi ta, cái chỗ ta leo bên đó rồi. Boss ăn và thảo nguyên đây. Và bên này coi nó cần bao nhiêu cục rồi đó. Cục ý có cái con búp phong, cái con này hay hay nè các bạn. Cái con này nó có cái chiêu mà chọi chọi ra mấy quả cầu, nó chết bà nó luôn rồi. Đang định tem mà đã định tem cái con búp phong nó tết đam cho các bạn coi, mà cái con này nó tán cái chết luôn rồi, phải trưởng vậy nhưng chơi. Mình tưởng thằng này nó hiền lắm, nó thấy cái nào nó cắn thằng đó luôn à. Chà, được nha, khoan à, các bạn để mình giờ nhà mình làm cái bồn, mình tem cái con này cái 17 cục đúng không? À, chút nữa ta leo qua, không biết boss mình nó bị lỗi hay kiểu gì, nó hay bị biến mất lắm. Kiếp bồ, trao 17 cái. Chào ọt. Nên tự động nó làm ta, mình nhớ mình làm đâu có nhiều đâu, nó tự động làm kìa, hay vậy. Cái này nó không có cho chế số lượng ở dưới đây, nó sẽ hiển thị cho các bạn thấy. Cái này mà nó bữa nay nó tự làm luôn à, hay ta. Alone. Weven. À đây, Weven mình để gì? Mười bảy cục. Biết cái con chào Direct này nó mạnh không ta? Nếu mà được nữa thì xíu nữa mình gọi ra cái con Colossus. Hôm bữa mình đánh con nào ta? Con độc với lại con điện rồi đúng không? Bây giờ còn con à đâu? Con độc với lại con lửa, chứ còn con băng với lại con điện là chưa đánh. Xíu nữa mình sẽ gọi ra con băng đi. Con băng cho nó đánh với con này thử coi, biết chịu nổi không đây. Còn bằng không biết nó đánh rớt thú không, mình chỉ sợ cái đó thôi. Không đánh rớt thú thì không sao cả. Mưa rồi tới sương mù. Colossus độc, lửa, điện. À, con điện với lại con băng nó gần, nó làm gần giống nhau nhờ nó lấy mấy cái linh hồn này thôi. Dễ dễ mấy này dễ.
Rồi xong. Đủ đồ để đi bắt cái con Dodorex hồi nãy rồi. À đây đây đây, nó không biết mất các bạn ơi, mừng quá. Tụi nó mất là phải tèo luôn. Chưa xỉu luôn à, đâu vậy? Bây giờ nó đang giảm turbo đi khá là nhanh đó, nhanh không mày à, cho đạn onigin luôn rồi cho nó máu. Cái đạn origin này nó ảo các bạn nhờ. Khi mà nó đã lên turbo rồi thì nó lên. Đến khi nào mà xỉu thì thôi à. Đó, nó không có tác dụng nữa nhưng mà nó vẫn lên nè, phải không? 30 giây thôi mà thật ra là nó có thể là gây xỉu những cái con khủng bố hơn nữa. Nhưng mà sao mình không hiểu là cái con Colossalus nó không có tác dụng như là cái này nhờ. Đáng lý là nó cũng phải xỉu chứ. Con này có vẻ mạnh á. Cái con Dodo Ripper của mình đánh nhau với lại cái con The Warbot chết mất tiêu rồi. Yes. Xong. Dodorex. Ôi thế còn cái yên đó, để cửa nó phải tèo vậy. Về về về. Cho con này nó về nhà trước đi, mình về nhé cái yên cái đó. Chào Dodorex. Ok. Trời. Lại thêm một con boss khủng nữa. Qua bên đảo xương test đam thử coi. Con này thuộc dạng boss khủng mà. Và nó chơi tới với mấy cái con bên đó luôn. Đừng đam cái đã, sao mà gái gì gái. Không nên tính là vả cho vỡ mồm. Máu và đam là hai cái ưu tiên trước nè. Con này nè, quay những tàu một chút. À, mày đánh tàu. Đánh tàu, đánh tàu, đánh tàu. Con đồng dài. Ồ, cái con mình bị hiệu ứng chảy máu nè, đau phết đó. Chà, nói chung là ở trên con này nó cũng chưa an toàn mấy đâu. 60, 31 31 triệu mấy. Wow. Cái đốt lửa này đau quá các bạn. Phun lửa gần gần giống như là cái con quá, nhầm rồi, cái đít chứ. Ủa, cái con Rhino kia chết nhanh vậy. Ấy. Cái con Mystico kia đó, xíu đã chết rồi, nhanh quá. Cái gì 100 mấy triệu người ta.
À, cái con nó cũng là boss đó, chưa phải thường đâu. Mấy con này cũng đã được giảm đam bớt đi rồi. Con mình cảm không mấy chiếc mấy con xương là đều yếu đâu. Trời, nó phun lửa to luôn, chết nhỏ rồi. Mạnh như chó vậy. Trời, phun lửa trăm mấy chục triệu vậy đó. Đập được rồi. Đây, thắng. Quá mạnh luôn mình. Tính đồ bón nè, giết hết. Con này có vẻ là đi đánh nhau là cái con Colossus được các bạn nhờ. À đâu, con Colossus thì nhầm. Được. Con này là chơi hệ lửa đúng không? Bây giờ về nhà gọi cái con Colossus hệ băng để quánh với này là hợp lý luôn. Lửa băng kỵ nhau. Về làm luôn. Vác cao Loret đi quánh lộn. Đây Colossus hệ băng nha, đủ để làm con điện luôn á. Con điện là một trong bốn cái con tinh anh mà chưa đánh. Xin nhá. Let's go, let's go. Đi con ơi. Xem thử coi. Đánh rớt thú thì mình chịu à. Cho con ra phớt về cái đã. Ra phớt đứng đây nó vả boss chết lẻ lắm. Lấy con chào đánh đi. Một người đi thì một người trở lại. Đánh thôi. Chào Dodorex. Xấu you. Con này bao nhiêu vậy? 69 tỷ máu à. Phải đối thủ xứng tầm đấy. Giáp cũng trâu nè. Rồi đi. Đâu rồi. Yeah, bao nhiêu máu đây? 116 tỷ máu. Hơn cái con mình gần 50% đấy. Con mình đánh cho nó vô nó cũng đau đấy các bạn, đấu đùa đâu. Mình rớt nại được các bạn ơi. Nó quánh mình rớt thú luôn. Đó, cái điều mà mình sợ nhất là cái gió đó các bạn. Mình không có sợ nó giết chết thú mình, nó quánh mình rớt nại thôi. Mình bị đóng băng là mình rớt liền à. Ôi trời ơi, sắp mặt. Ôi mình nghĩ chắc mình đứng ngoài cho hai bọn này đánh nhau thôi nhờ. Sợ vãi. Cái giường này sắp hết được hồi sinh rồi đó.
Đây là lần đầu tiên mình kiểu mình chết hai lần liên tục luôn á. Giáp mình có 100 hay là 200 nghìn gì nó cũng vậy rồi, nó tán một cái mà cũng chết queo rồi. Được tin được. Tại mày là mình chỉ có cầm cái cây kiếm kia ra thôi là có thể đứng xem bọn này đánh nhau được. Cố lên, cố lên. Đấy. Đây, mình sẽ ra hiệu cho con này nó đánh luôn các bạn ơi. Mình chỉ cần đứng ở ngoài mình xem thôi. Con mình có vẻ là chơi được với con đó. Không sợ à, mình cầm cái kiếm cho nó chắc các bạn ơi. Không cầm cái kiếm là mình chết. Mình chỉ sợ con điện và con băng thôi, tại vì nó đánh rất thú nhiều. Còn con lửa với con độc thì không sao cả. Đánh nó tiếp đi. Đúng rồi, đánh nó. Nó đang kiểu sao ta, nó đang gồng sức mạnh hay là gì đó, chuẩn bị nó oanh tạc một cú nè. Con mình 69 tỷ máu, con kia còn 80 mấy tỷ. Đánh được, đánh được. Con mình chơi con này tuốt. Chỉ đứng ngoài mình làm khán giả cho con mình đánh thôi đó. Các bạn nhìn nó chạy nhảy đạm mình kinh nhờ. 91 triệu đạm nó đốt liên tục kìa, ghê không? 136 triệu. Thôi hai này quýnh lộn chơi đi. Rồi đó con ơi, chạy à, hảo hán mà chơi chạy bro. Tới công chuyện luôn. Rồi, sao vậy, nó quay lại quánh tiếp rồi. Tiếp. Kể nó con. Ừ, quất nó. Đâm thấy mẹ nó. Mời càng mấy kiếm mà lên tự tin hẳn giờ. Mới sợ. Đây cái chiêu cục cái chiêu trợ băng này lò nãy nó quánh mình rớt cửa đó nè, nó rất thú. Cơ hội chụp hình là đây chứ đâu nữa. Nhét cái đó ra đó. Rồi xong. Mình đã làm ảnh thumbnail chứ để làm cái gì các bạn. Đánh nó. Đánh nó vậy. Đánh nó con ơi. Con mình nãy giờ mất có 200 triệu thôi còn thoải mái. Cái con kia không thể nào mà sắp sắp thương chết con mình được. Như là cái con Ripper kia, Ripper kia nó chết nhanh quá. Con bắt đầu chạy rồi kìa. Còn có tầm 26 tỷ thôi. Trời, trời. Thằng
vỏ tát. Mình đó cắn mấy con mày hả mày, lại gồng sức mạnh tiếp à. Rồi mày xong rồi con ơi, mày gồng là mày đi luôn á chứ ở đó mà gồng. Cắn nó tiếp, không chạy, đừng cho nó có cơ hội hồi phục, chết nó con. Rồi lụm tiền, mày chết mày chưa, dám khinh thường đối thủ của mày, dám khinh con tao hả, nó nã mày chết. Tiền, yes, xong là tiêu diệt thêm một con Colossus nữa rồi. Bây giờ còn con Colossus điền nữa thôi là xong, là mình gọi là được cái con biết công chùm, con gì nhờ, biết con Revenger thì phải. Phải thu thập 4 cái huy hiệu của nó nè, được 3 cái rồi, thiếu con điện nữa là xong. Thôi chắc là tập này mình chiến đây thôi các bạn ơi, tập sau rồi mình coi mình bắt mấy con chao hay là cái con spirit khác, rồi ráng gọi thêm cái con biết con cái con gì ta, Colossus cuối cùng nữa, là mình có được 4 cái hiệu kia rồi sang tập sau nữa, rồi mình đánh cái con chùm, cái con revenge đó nhá. Bạn nào xem được tới đây thì nhớ kéo xuống dưới like clip và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật là tốt lành nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.